Chào anh ạ. Anh kêu em hả? Cặp chị thì đâu có áp lực nữa đúng không? Đúng, chị là may mắn của em. Thua thì do chị, còn thắng thì do em. Thật ra thì câu hỏi thì chị cảm thấy là em là trả lời được. Em thiệt chị luôn, mọi người bắt cận chị Hero giùm em. Mỗi lần chị Hero đọc cho em là cái mặt chị tươi hơn đọc cho người khác rất là nhiều. Đúng rồi. Gặp em là chị tự tin lên hẳn đúng không? Tại sao? Tại sao chị? Tại vì em thông minh. Chị là rất đẹp. Trời ơi. Yeah, dữ trời. Xin trái cây lúc Manto, vị ngon thật wow, nâng cao miễn dịch. Đây bây giờ vậy, hãy nhìn Trang Hí và bắt đầu nói những lời mật ngọt. Ok, nói những lời mật ngọt. Vô. Trang ạ. Anh kêu em hả? Trời. Rồi, rồi, cảm ơn. Trời. Chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chú Giang được kêu ông làm cái gì nữa được không? Anh làm vậy là không công bằng rồi. Sao vậy? Anh tiêu hao năng lượng của tụi em đang rất tập trung. Anh làm em văng ra hết rồi. Em không thể làm gì khác. Chị sao? Nếu hôm nay em thua là tại anh Giang. Mọi người phải cho em một phiếu ăn chè. Phiếu ăn chè là gì? Phiếu ăn chè là lên trả lời thua nhưng mà không có giật xuống. Em để tao lụm cái coi. Có cái gì đó có dưới không? Không sao. Rồi, mình cảm nhau được rồi. Được, mình cảm nhau được. Cảm ơn các bạn. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chơi. Bây giờ lượt đầu tiên sẽ là Hoàng Yến TV và thôi đi anh cho. Anh đây hả? Will. Hỏi anh. Will lên. Will. Xin mời. Ai sẽ là người lên ghế trước? Ai cũng được đó. Tu xì không em? Dạ ok. Hỏi nhau. Hỏi nhau. Em hát cái gì? Mình phải nói thật không anh? Hả? Ủa thì ý là hỏi nhau thì ý là có... Nói một đằng, làm một điều. Đúng. Ok. Dạ, em đã nhớ. Em ra cái gì? Em ra cái kéo. Kéo hả? Anh ra cái búa. Dạ, anh ra cái búa. 1, 2, 3. Lộ hết rồi. Đâu? Như nhau. Anh đang tại em mà. Rồi khỏi nói nha. Hỏi đi. Dạ. Chỉ với một bí quyết. Vâng. Ok. Rồi ạ. Rồi hỏi đi. Em gái gì? Em ra cái đấm. Cái búa. Cái đấm. Cái đấm. Anh ra cái bao. Ok. 1, 2, 3. Lộ được rồi. Em chắc chắn là có người dạy em cái cách này. Và không ai khác, chỉ là anh Trường Giang. Và là nếu mà anh nói gì là em ra y chang cái đó. Bé là thông minh rồi, mới chỉ nó chỉ người ta luôn. Trời em thật thà. Thẳng thắn. 1, 2, 3. Đó. Em muốn ai chơi trước? Em. Thôi em chơi trước đi. Rồi, được. Okay. Rồi. Lên. Anh chờ em xíu nha. Đây là Hoàng Yến GP. Lần trở lại này sẽ mang về bao nhiêu câu hỏi chính xác liên tiếp? Bởi vì vị trí đầu tiên là vị trí cũng rất là áp lực ha. Và đầu xuôi thì đuôi lọt. 2 phút dành cho Hoàng Yến GP bắt đầu. Không xuôi đâu nha. Series phim Lật Mặt của đạo diễn Lý Hải, phần 7 có tên là gì? Cái gì Điều Ước ấy nhờ, em vừa mới đi coi. Điều Ước. Em đi coi rồi mà em không nhớ. Em chỉ nhớ nó là Điều Điều Ước Du Con. Điều Ước. Đáp án cuối cùng là? Câu này coi như là Điều Ước Đơn Giản hay gì đấy đi. Tại em không nhớ rồi, trả lời. Câu đấy. Điều Ước Đơn Giản. Điều Ước Đơn Giản, không chính xác. Điều Ước gì? Của mẹ. Của mẹ còn em là cái gì? Dạ. Em vừa điều, em đang tính nó là Điều Ước Cuối Cùng. Ủa gì Điều Ước Cuối Cùng? Tên phim là Một Điều Ước. Đó thì tôi nhớ đó là tên. Đó, hay vậy quá. Đây xem rồi. Xem rồi mà em xin lỗi anh Lý Hải và chị Minh Hà rất nhiều ạ. Rồi, câu tiếp theo. Trong phim Lật Mặt 7 Một Điều Ước, nhân vật bà Hai có bao nhiêu người con trai và con gái? Nhân vật bà Hai có cái anh kia là anh cả này, xong rồi đến cái chị thứ hai này, xong rồi đến cái anh kia thứ ba là đang đi làm ở ấy này, rồi đến một cái chị nữa, 5 người ạ. Bao nhiêu trai và gái? Hay. 3 trai 2 gái ạ. Lên. Hay quá. Vô. Làm cách nào để biến một quả táo thành một trang phục? Đây là đố chữ. Táo gì? Nghĩ đơn giản thôi. Nghĩ đơn giản. Táo gì nhỉ? Có táo nước ngoài, có táo Việt Nam. Táo yếm. Có táo Nhật. Có táo đỏ, có táo xanh.
À, anh đang dắt em đi đúng không? Không, anh đứng đây chứ dắt ai đâu. À, hình như là táo mà bỏ đi chữ tờ là thành áo đúng không? Chính xác, lên. À. Đây là tôi xin nhắc hai bạn nha. Bớt, bớt múa lại. Đúng rồi. Con bê hỏi con bò mẹ. Bò, 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 bò. Dịch qua tiếng Việt. Dịch qua tiếng Việt. Từ từ để tôi dịch. Rồi. Dạ. Con bê hỏi con bò mẹ. Bò, 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 bò. Mẹ ơi, mình đi đâu thế? Bò mẹ trả lời, ồ, bò, bò. Dịch qua tiếng Việt. Cứ đi theo mẹ, sẽ đến nơi. Hỏi đó là nơi nào? Thôi. Bò mẹ. Khó nhờ. Là. Này, những câu như thế này có Lê Dương Bảo Lâm mới trả lời nổi thôi. Đi vô chuồng. Con bê cây đó, con. Nên phải. Nên trả lời đại đi để mình qua câu dạ. khác, đỡ mất thời gian. Đi Quảng Ngãi đi. Đi Quảng Ngãi. Là đi quê mình á. Dạ đúng rồi ạ. Con bò đi thành phố Hồ Chí Minh đâu Quảng Ngãi chừng nào tới ta. Chắc thành bò khô đúng không? Ghê coi. Chắc thành bò khô. Chắc thành bò khô. Bò khô gọi là gì? Bò khô gọi là khô bò. Hay quá trời, đẹp trai. Đẹp trai quá trời. Con bê hỏi. Bê à, hỏi. Bê hỏi, bê hỏi bể. Bể là đâu? Năm châu bốn bể. Là biển. À, mời xuống. Có, trời ơi, mới được có hai câu à. Đây là câu đối chữ ốc gì không biết bò. Ốc gì không biết bò. Ốc. Ốc vít ạ. À. Lên. Giỏi. Gì ốc xào bơ. Em đang nghĩ cho chữ. Gì ốc xào. Ốc xào bơ. Hình em bé ôm vịt ở bức tranh Phú Quý trong cặp tranh dân gian Đông Hồ Vinh Hoa Phú Quý là bé trai hay bé gái? Chắc là bé. Chắc là bé trai đi. Không, chính xác bé gái. Không, thì mình không biết. Ở bức tranh à. Phú Quý trên có một bông hoa gì? Thế là cũng không biết luôn. Đoán đi. Đáp án cuối cùng là hoa sen đi ạ. Lên. Ủa, đây là một câu đố về chữ, nó sẽ là chữ gì? Để nguyên đa dạng giống loài, thêm huyền chứa nước mát lành, đổi sắc có thêm vương miện thanh cao ngất trời. Khó ta. Cái gì đó? Nà, dừa, 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 dừa gì đó. Lên. Đúng đó, rồi. Đó, đó, đó. Ui, hay vậy? Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì cái từ đó nó... Mát lành. Trái mà có nước mát thì là có trái gì? Trái dừa. Thì tôi nghĩ quanh quanh đấy thôi. Một trái, trái dừa, trái thốt nốt rồi thôi. Hoa đi tìm kho báu, cô tìm thấy một cây đèn thần và cái gì nữa? Đố chữ. Hoa đi tìm kho báu, cô tìm thấy đèn một. Thần. Cô tìm thấy một cây đèn thần và thấy gì nữa? Thần đèn cài. Ôi, cái miệng con nói hết giờ. Sao vậy? Không, tại vì con ý là tự suy nghĩ thôi. Buồn miệng, buồn miệng. Thì tại sao vậy? Hoàng Yến, Chibi mang về hai đáp án liên tiếp trên sàn. Chúc mừng. À, được gì ạ? Đáng lẽ là ba đó. Đúng rồi. Đồng đội của mình đã la lên nên mình đã vụt mất đáp án rồi. Hay là mình được cái chỉ sai còn hai lần tranh nữa ha. Chúng ta gặp gỡ lại Will. Và đây là Will. Em cười là biết đáp án rất là nhiều. Nhẹ nhàng cho Will. Hoàng Yến, Chibi mang về hai đáp án liên tiếp trên sàn. Mời. Em là Quan mà. Chị. Yeah. Yeah. Gặp chị thì đâu có áp lực nữa đúng không? Đúng, chị là may mắn của em. Ờ, thua thì do chị, còn thắng thì do em. Thật ra thì câu hỏi thì chị cảm thấy là em là trả lời được. Em thiệt chị luôn, mọi người bắt cận chị Hero giùm em. Mỗi lần chị Hero đọc cho em là cái mặt chị tươi hơn đọc cho người khác rất là nhiều. Đúng rồi. Gặp em là chị tự tin lên hẳn đúng không? Tại sao? Tại sao chị? Tại vì em thông minh. Chị là rất đẹp. Trời ơi. Yeah, dữ trời. Thôi làm việc đi, hết giờ xin chào thơm rồi. Không, em chỉ cầu mong là em không có gặp Otis thôi. Sao rồi chị? Em gặp Otis á là em sẽ dễ bị khớp nữa. Đấy. Không hiểu nhau. Mục tiêu target là ba câu. Đúng rồi anh, cố lên. Kính thưa quý vị, Will đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Câu hỏi bắt đầu. Series phim Lật Mặt 7 của đạo diễn Lý Hải có tên là gì? Dạo này trên social cũng khá là nhiều đó. À, cái gì ta? Cùng cố gắng đặt ba câu thôi. Một điều ước. Chính xác. Hay quá. Quá được. Trong phim Lật Mặt 7, Một Điều Ước, nhân vật bà Hai có bao nhiêu người con trai và gái? Ba nam, hai nữ. Ồ, chính xác. Anh yêu anh thông thái quá ta. Rồi,
tiếp theo, đố chữ. Làm cách nào để biến một quả táo thành một trang phục? Trang phục là bây giờ có tóc, tai, quần áo, giày dép. Đúng rồi, đúng rồi. À, quả táo. Táo bỏ chữ T. Chính xác. Đúng rồi. Đồ này thông minh lắm. Thông minh ghê luôn á. Hay quá. Rồi tiếp theo, đố chữ. Con B hỏi bò mẹ: mẹ ơi, mình đi đâu thế? Bò mẹ trả lời: cứ đi theo mẹ sẽ đến nơi, hỏi đó là nơi nào? Câu này khó lắm luôn á. Câu này thật sự rất khó. Con B hả chị? Đúng rồi. Con B hỏi bò mẹ là đi đâu thế? Xong cứ đi theo con B. B. Đọc lại. Đố chữ rồi. Đọc lại, đọc lại. Con B hỏi bò mẹ. Đố chữ đó. Cái bể hả ta? Trả lời đi. B hỏi bể. Là ở đâu? Bể là gì? Biển. Đó. À, có cái câu muối bỏ bể là biển đúng không? Muối bỏ bể. À, biển, 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 biển. Chính xác. Trời ơi, căng thẳng quá. Rồi tiếp theo, đố chữ. Ốc gì không biết bò? Ốc gì không biết bò? Hỏi con ốc thiệt luôn đúng không? Thì đó, con ốc đó thì trả lời ốc. Đúng rồi, hỏi con ốc thiệt đó. Nhưng mà không biết bò. À, ốc bích. Chính xác. Quá ghê gớm. Và tiếp theo, hiện em bé ôm vịt ở bức tranh Phú Quý trong cặp tranh dân gian Đông Hồ Vinh Hoa Phú Quý là bé trai hay gái? Em không nhớ rõ nhưng bây giờ trả lời đại thôi sao vậy? Nhớ cái hình ảnh đó không? Phân tích ra thôi. Không, bây giờ anh nói đại thôi. Ừ, nói đại thôi, không nhớ nổi. Đó là gái đi. Gái, chính xác. Chính xác. Trời sao ở thông minh quá vậy trời. Rồi tiếp theo, cũng là ở bức tranh Phú Quý trên có hình một bông hoa gì? Không, bây giờ trả lời đại nha. Ok. Tại vì đợt trước cái tập có một tập em trả lời sai cái bông hoa đó ở cái bảo tàng. Nhớ nhớ, không? Nhớ nhớ nhớ. Em nói là hoa sen. Chính xác. Đấy. Bị một lần nhớ cái đó. Già luôn. Trái nào để nguyên đa dạng giống loài thêm quyền chứa nước mát lạnh, đôi sắc có thêm vương mịn vào thanh cao ngất trời, đố là chữ gì? Hết giờ rồi. Thôi chị là em thua câu này với chị luôn. Không, chị cũng thua với câu này. Thôi em là hai thua chị rồi. Xin mời xuống. Hên nha, có hai câu nãy giờ là đoán bừa đó. Kính thưa quý vị, Will đã đặt được 7 câu.